Quý vị đang xem chương trình trên kênh tin tức tổng hợp Việt News. Kính chúc quý vị sức khỏe bình an và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Sau đây xin mời quý vị theo dõi những nội dung chính trong bản tin của ngày hôm nay. Nóng, Tô Lâm tách tay với Phạm Minh Chính, Nguyễn Phú Trọng ngồi xem cậu đấu. Kính thưa quý vị, câu chuyện của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã từng gây ra cho ông Thủ tướng Phạm Minh Chính không ít phiền toái. Trong suốt một thời gian dài trước Hội nghị Trung ương 7 khóa 13 vào tháng 5 năm 2023, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tìm mọi cách muốn thông qua con bài Nguyễn Thị Thanh Nhàn để mưu đồ hắc chăng đối với ông Phạm Minh Chính ra khỏi chiếc ghế thủ tướng để dành chỗ cho đàn em của mình. Khi ấy, trong cuộc họp với cử tri ở Hà Nội vào ngày 13 tháng 5 năm 2023, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố bóng gió cho rằng để bà con xem có trốn ra nước ngoài cũng không trốn mãi được đâu, trước sau gì chúng tôi cũng xử lý. Khi đó thì ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vẫn còn là người tâm phúc của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với tuyên bố của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Tô Lâm cũng chỉ biết im lặng, vì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là nhân vật VIP của nhiều quan chức cấp cao có hệ thống bảo vệ bao bọc dày đặc, đâu phải như kẻ ham chơi Trịnh Xuân Thanh nên không dễ dàng bắt cóc đưa về được. Vào hôm ngày 10 tháng 7, Tòa án Nhân dân của thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục xét xử vắng mặt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong vụ án thứ ba. Vụ này bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và đồng bọn bị cáo buộc đã gây ra thiệt hại 94,6 tỷ đồng trong vụ thông thầu tại Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, hôm ngày 11 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân của thành phố Hồ Chí Minh đã luận tội và đề nghị mức hình phạt đối với 14 bị cáo trong vụ án này. Trong số đó thì ông Dương Hoa Sô là cựu giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học của thành phố Hồ Chí Minh đã thoát án tử hình theo khung hình phạt cao nhất mà ông này bị truy tố, do đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi là 11,35 tỷ đồng trong tổng số 14,4 tỷ đồng nhận hối lộ từ Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ông Sô bị đề nghị mức án từ 15 đến 16 năm tù, trong khi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang trốn lệnh truy nã, bị xét xử vắng mặt và bị hội đồng xét xử đề nghị cho mức án lên đến 24 năm tù. Theo giới quan sát thì cho rằng vụ án công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được công luận đặc biệt quan tâm, vì đây nó là một vụ án của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực yêu cầu xử lý rất nghiêm. Do đó, nó là một bản án vô hình đang treo lơ lửng trên đầu của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Trong một nguồn tin nội bộ cho biết rằng ông Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính đều là những đàn em của ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong khi ông Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Chủ tịch nước Tô Lâm đều là hai ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam tại đại hội lần thứ 14 tới đây. Nó sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Tuy nhiên, theo giới thạo tin thì cho rằng giữa hai ông Tô Lâm và Phạm Minh Chính vẫn thường xuyên nghi kỵ lẫn nhau, dẫu không nói ra nhưng ít ai cũng biết vấn đề này. Đó là lý do người ta nhận xét cho rằng ông Thủ tướng Phạm Minh Chính là nhiều người có nhiều mưu mô trước quỷ, và ông ta gọi ông Chính là một con tắc kè hoa thường xuyên đổi màu. Cụ thể, sau khi ông Tô Lâm nhận chức chủ tịch nước vào hôm ngày 22 tháng 5, ngay chiều cùng ngày, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đã lập tức ký quyết định chỉ định ông Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng của Bộ Công an tạm quyền lãnh đạo bộ này. Quyết định này của ông Phạm Minh Chính đã làm tiêu tan ý đồ của ông Tô Lâm khi muốn là chủ tịch nước kiêm luôn Bộ trưởng Bộ Công an. Nhưng ông Tô Lâm khi đó cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt vì nước cờ của ông Chính này. Phải chăng đó là lý do tại thời điểm căng thẳng hiện nay, cổng thông tin chính phủ đã đưa thông tin cho rằng Thủ tướng phân công nhiệm vụ cho Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Bản tin này cho biết rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định số 613/QĐ-TTg về việc phân công ông Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và là thành viên của chính phủ, chủ trì làm việc với hai địa phương là thành phố Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên về vấn đề kinh tế. Quyết định kể trên đã gây ra một tranh cãi khi có ý kiến cho rằng trách nhiệm của Bộ Công an là thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn xã hội. Vậy tại sao Bộ trưởng Lương Tam Quang không thực thi chức năng chính của Bộ mà lại đi làm kinh tế cho quê hương Hưng Yên và thành phố Đà Nẵng để làm gì? Công luận đặt ra một câu hỏi lớn, chỉ đạo kể trên của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính nó xuất phát từ đâu? Từ gợi ý của ông Chủ tịch nước Tô Lâm hay là từ ông Thủ Chính nghĩ ra? Ông Tô Lâm có thể sử dụng con bài AIC để mặc cả với ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Cho nên ông Thủ tướng đã làm như vậy để lấy lòng ông Chủ tịch nước Tô Lâm theo kiểu có đi có lại mới toại lòng nhau. Công luận đang nghi ngờ hay là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính có tật giật mình khi có những sai phạm lớn của Bộ Công an đã có đủ tài liệu và họ sẽ gọi tên ông Phạm Minh Chính này trong bất kỳ lúc nào nếu như Phạm Minh Chính đứng ra tranh chiếc ghế tổng bí thư với Tô Lâm. Trong thời gian gần đây, có sự xuất hiện trở lại thường xuyên của một số lãnh đạo chủ chốt phe của Nghệ An Hà Tĩnh như trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú
hay là trưởng ban tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trong một hội nghị quan trọng của Đảng và Nhà nước. Mới nhất tại hội nghị sơ kết công tác kiểm tra 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 10 tháng 7, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đã thông báo trong vòng 6 tháng đầu năm năm 2024, cơ quan này đã thi hành kỷ luật đối với 7.858 đảng viên. Đồng thời, cơ quan này cũng đã chỉ đạo cho 20 địa phương, đơn vị rà soát việc lãnh đạo với các dự án gói thầu do tập đoàn của Phúc Sơn, tập đoàn Thuận An và các doanh nghiệp có liên quan đã thực hiện trong thời gian vừa qua. Đây là các tập đoàn có liên quan đến một số ủy viên của Bộ Chính trị đã mất chức như ông cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Điều đó cho thấy rất rõ ràng các hoạt động của các cơ quan đảng vẫn được triển khai bình thường, dù rằng người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, tức là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng này, đã vắng mặt trong thời gian lâu dài. Đáng chú ý là trong các chuyến thăm và làm việc tại các địa phương trên cả nước, kể cả trong chuyến thăm nước ngoài của ông Chủ tịch nước Tô Lâm mới đây, người ta thấy sự xuất hiện của các lãnh đạo thuộc phe công nghệ tỉnh như Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, v.v. tất cả đều tỏ ra rất gần gũi với ông Tô Lâm. Chưa hết, khi Bộ Công an khởi tố bắt giam ông Nguyễn Văn Yên, Phó Ban Nội chính Trung ương, là cánh tay phải của ông Phan Đình Trạc, người ta cho rằng cánh cửa vào nhà của Phan Đình Trạc đang bị Bộ Công an mở toang. Nhưng đã hơn 2 tuần, ông Phan Đình Trạc vẫn bình an vô sự. Vì thế, theo giới quan sát, phải chăng cái gọi là kế hoạch tạo thành phe nghệ tỉnh của ông Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ Công an dường như đã dừng lại, không tiếp tục như từ dự tính, hay là phe của Nghệ An Hà Tĩnh và phe của Hưng Yên của ông Tô Lâm đã đạt được một kế hoạch mưu chiến tạm thời. Tuy nhiên, trên bàn cờ chính trị Việt Nam hiện nay, không chỉ có hai phe là Nghệ An, Hà Tĩnh và Hưng Yên, mà còn có nhiều phe cánh khác, các nhóm lợi ích khác nhau chi phối, như phe của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính, phe tướng lĩnh quân đội, Bộ Quốc phòng, v.v. Nguồn tin nội bộ gần đây đã tiết lộ với phóng viên báo chí cho rằng quân đội đang có xu hướng ủng hộ và đứng về phía của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đang có những ngày gần đây, nếu như theo dõi các hoạt động của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính trên cương vị là Thủ tướng Chính phủ trong các cuộc họp quan trọng như Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương, Hội nghị Quân ủy Trung ương và mới đây nhất là Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm năm 2024 do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức vào hôm ngày 10 tháng 7 thì sẽ thấy vai trò rất lớn của ông Chính trên chính trường, thậm chí còn lấn át cả ông Chủ tịch nước Tô Lâm. Điều đáng chú ý là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên danh nghĩa là Bí thư Quân ủy Trung ương nhưng lại vì lý do sức khỏe nên không đến dự hội nghị này được. Một điều khiến cho giới quan sát phải bất ngờ và ngạc nhiên lớn, đây là người thay thế cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị Quân chính Trung ương. Người này không phải là Chủ tịch nước như ông Tô Lâm như đồn đoán trước đó, mà lại là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đích thân ông Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang ra tặng xe công vụ của ông Thủ tướng để đón ông Thủ tướng Phạm Minh Chính này xuống xe trong một động thái chân tình và cởi mở. Đây là một điều trái ngược nếu so sánh với thái độ của Bộ trưởng Phan Văn Giang mỗi khi tiếp xúc với ông Chủ tịch nước Tô Lâm, kể cả mới đây trong chuyến thăm Lào và Campuchia, ông Giang đã đi theo để tháp tùng ông Chủ tịch nước. Cho dù trong thời gian gần đây, dưới sự chỉ huy của ông Tân Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang thúc đúc các cơ quan công an điều tra A09 xử lý dứt điểm đại án công ty cây xanh Công Minh liên quan đến 19 tỉnh thành trên cả nước. Theo đó, công ty cây xanh Công Minh được cho là săn sâu của ông Trần Cẩm Tú, nhưng cho đến lúc này chưa có biểu hiện gì cho thấy ông Trần Cẩm Tú, ông Phan Đình Trạc, v.v. gặp nguy hiểm. Mà ngược lại, các cấp lãnh đạo cấp cao của phe Nghệ An Hà Tĩnh vẫn bình an vô sự. Trong khi đó, vị thế của ông Chủ tịch nước Tô Lâm đã suy giảm nhanh chóng. Nếu như so với đối thủ cạnh tranh cho cuộc đua vào chiếc ghế Tổng Bí thư tại Đại hội 14 này, do vậy khả năng cao sau khi kết thúc chuyến công du Lào và Campuchia trở về, Tô Lâm sẽ nổi giận lôi đình và cho bắt một số vụ việc nho nhỏ lẻ lẻ trong thời gian tới đây để tiếp tục để khui ra những đường dây phục vụ cho công tác đấu đá trong quyền lực của Tô Lâm. Và liên quan đến những sự việc này, những người làm chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong những bản tin của những ngày tiếp theo. Quý vị đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mà những người làm chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong bản tin lần tới.